Cô mến chào tất cả các bạn học sinh lớp 4. Hôm nay, cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các con trong phân môn tập làm văn của tuần 6. Ở tiết học trước, các em đã nắm được dấu hiệu nhận biết của một đoạn văn. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em kỹ hơn cách xây dựng một đoạn văn qua bài luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, sách giáo khoa trang 64. Trước khi bắt đầu tiết học, như thường lệ, các em hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập để ghi chép đầy đủ và đặc biệt các em cần chú ý nghe giảng nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng bắt đầu tiết học nào. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, các em sẽ dựa vào 6 tranh minh họa truyện Ba Lưỡi Rìu và lời dẫn giải dưới tranh để kể lại được cốt truyện thông qua bài tập 1. Biết phát triển ý nêu dưới hai hoặc ba tranh để tạo thành hai hoặc ba đoạn văn kể chuyện thông qua bài tập 2. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng nhắc lại một số kiến thức về bài văn kể chuyện đã học. Một bài văn kể chuyện gồm có nhiều sự việc xảy ra liên quan đến các nhân vật trong truyện. Mỗi một sự việc lại được kể qua một đoạn văn. Một đoạn văn thì gồm có ba phần: phần mở đoạn giới thiệu sự việc, phần thân đoạn nêu diễn biến của sự việc và cuối cùng là phần kết đoạn nêu kết quả của sự việc. Hôm nay, chúng ta sẽ dựa vào các phần cần có của một đoạn văn để xây dựng đoạn văn kể chuyện. Trước tiên, cô trò chúng mình cùng đến với bài tập 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba Lưỡi Rìu. Ở bài tập này, cô yêu cầu các em dựa vào tranh và lời kể dưới tranh để kể lại cốt truyện Ba Lưỡi Rìu. Chắc các em còn nhớ kể lại cốt truyện là kể như thế nào rồi đúng không nào? À, kể cốt truyện là kể lại các sự việc chính làm nòng cốt cho câu chuyện. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, chúng ta có thể dễ dàng kể lại cốt truyện Ba Lưỡi Rìu như sau. Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu. Qua cốt truyện Ba Lưỡi Rìu, các em thấy truyện này có mấy nhân vật và nội dung truyện nói về điều gì? À, chuyện này có hai nhân vật, đó là chàng tiều phu và một cụ già, chính là Thiên Ông hiện lên để giúp anh chàng tiều phu. Còn nội dung của truyện là nói về chàng trai được Thiên Ông thử thách tính thật thà, trung thực thông qua những lưỡi rìu. Ở bài tập 1, các em đã nắm được cốt truyện cũng như các nhân vật và nội dung của câu chuyện. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng qua bài tập 2, phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện. Chú ý, hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn, các nhân vật làm gì, các nhân vật nói gì và miêu tả được ngoại hình của các nhân vật cũng như lưỡi rìu vàng, rìu bạc và rìu sắt. Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện nghĩa là mỗi tranh là một sự việc. Các em hãy phát triển ý để kể lại sự việc đó thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Vậy chúng ta cần làm gì để phát triển ý thành một đoạn văn? Cô và các em cùng thực hiện nhé. Chẳng hạn, ở bức tranh thứ nhất, với sự việc một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Ở tiết trước, các em đã biết khi kể chuyện để câu chuyện hấp dẫn người nghe, ta cần kể hành động kết hợp với lời nói và ngoại hình của nhân vật. Vậy các em cần quan sát tranh và hình dung xem ở sự việc này nhân vật làm gì, nhân vật nói gì và ngoại hình của nhân vật như thế nào. Qua quan sát tranh, các em dễ dàng trả lời được các câu hỏi trên như sau: chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Bất ngờ bị mất tài sản duy nhất, chàng sẽ buồn bã và nói: cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này, nay mất rìu thì ta sống thế nào đây? Với công việc đốn củi thì khi làm việc, chàng sẽ cởi trần, đóng khố, đầu quấn một chiếc khăn mõ rìu,
Đây là trang phục quen thuộc của các chàng nông dân nghèo thời xưa. Từ những ý vừa tìm được, các em hãy dùng lời kể của mình để diễn đạt thành một câu rõ thành những câu rõ ý, kể sự việc trên thành một đoạn văn hoàn chỉnh nhé. Dựa vào hành động, lời nói, ngoại hình của nhân vật mà ta đã hình dung ở trên, ta có thể kể lại sự việc như sau. Ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo, chuyên sống bằng nghề đốn củi. Một hôm, trời còn chưa sáng rõ, chàng cởi trần, đóng khố, đầu quấn một chiếc khăn mõ rìu, vác rìu vào rừng đốn củi. Sau một hồi tìm kiếm, chàng chọn được một cây to gần bờ sông. Chàng vung rìu lên, chặt mạnh vào thân cây. Nhưng bất ngờ, lưỡi rìu bị văng xuống sông rồi chìm xuống giữa dòng nước chảy xiết. Chàng ngồi trên bờ, buồn bã nói, cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này, nay mất rìu thì ta sống thế nào đây? Tương tự ở bức tranh thứ nhất, các em hãy quan sát bức tranh thứ hai và ta thấy bây giờ ngoài nhân vật chàng tiều phu còn xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Vậy các em cũng hãy quan sát xem nhân vật vừa xuất hiện có hành động, lời nói và ngoại hình như thế nào. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi, nhân vật vừa xuất hiện là ai? À, đó chính là một cụ già. Vậy các nhân vật làm gì? Ở đây ta thấy cụ già hiện lên, hứa vớt rìu giúp chàng trai, còn chàng trai thì chắp tay cảm ơn ông cụ. Ngoài hành động thì các nhân vật sẽ nói gì? À, chúng ta sẽ hình dung như sau. Cụ già sẽ hỏi lý do vì sao chàng tiểu phu buồn rầu, còn chàng tiểu phu sẽ kể lại toàn bộ sự việc, lưỡi rìu của mình bị văng xuống sông cho ông lão nghe. Vậy bên cạnh hành động, lời nói thì nhân vật ông cụ có ngoại hình như thế nào? Các em cần quan sát những chi tiết để nói lên ngoại hình phù hợp với thân phận của cụ già. Ví dụ như cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ, phúc hậu. Tương tự ở đoạn 1, dựa vào những chi tiết mà các em vừa tìm được, hãy sắp xếp và kể lại sự việc thứ hai thành đoạn tiếp theo nhé. Chú ý, lùi vào hai ô khi trình bày đoạn thứ hai và khi trình bày lời nói của nhân vật, có thể dùng lời dẫn trực tiếp hoặc lời dẫn gián tiếp mà các em đã được học. Ở bức tranh thứ ba, các em hãy quan sát kỹ và hình dung. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu. Vậy, ông cụ sẽ nói gì? Chàng tiều phu có thái độ như thế nào và lời nói ra sao? Các em hãy quan sát kỹ đặc điểm của lưỡi rìu. Chúng ta có thể hình dung ở đoạn 3 như sau. Nhân vật cụ già vớt ở dưới sông lên một lưỡi rìu, sau đó đưa cho chàng trai và nói, lưỡi rìu của con đây. Trên tay cụ là một lưỡi rìu bằng vàng sáng loá. Còn chàng tiều phu thì ngồi trên bờ, xua tay lắc đầu lia lịa và nói, đây không phải là rìu của con, với một vẻ mặt thật thà nhưng có chút thất vọng. Vậy các em hãy sắp xếp những ý mà chúng ta vừa hình dung để kể lại sự việc ở đoạn thứ hai nhé. Ở bức tranh thứ tư, chúng ta thấy chàng tiều phu đang rất là lo lắng và hồi hộp, chờ đợi xem cụ già có giúp mình tìm được lưỡi rìu hay không. Các em hãy tiếp tục hình dung để tìm ra được những hành động, lời nói và ngoại hình của các nhân vật ở đoạn này. Như vậy, ở bức tranh số 4, ta có thể hình dung các chi tiết như sau. Cụ già ngó lên với lưỡi rìu bạc trên tay, sau đó cụ nói, lưỡi rìu này có phải của con không? Nhìn thấy lưỡi rìu bằng bạc sáng lấp lánh, chàng tiều phu vẫn lắc đầu xua tay và nói, đây cũng không phải là rìu của con, và lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Ở bức tranh thứ năm, các em hãy quan sát kỹ. Lần này thì ông cụ đã vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt. Các em dự đoán xem thái độ và hành động của chàng tiều phu thay đổi như thế nào? À, chúng ta có thể hình dung bức tranh số 5 như sau. Cụ già vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt. Lưỡi rìu sắt tuy cũ nhưng rất sắc bén. Vừa trông thấy lưỡi rìu, chẳng kịp đợi cụ già hỏi, chàng tiểu phu đã mừng rỡ giơ hai tay lên trời, reo to. À,
Đây đúng là rìu của con rồi, cụ ơi, với một vẻ mặt vô cùng hớn hở. Và cuối cùng, ở bức tranh thứ sáu, chúng ta thấy sau khi tìm lại được lưỡi rìu, thì nét mặt của chàng tiều phu đã có sự thay đổi rõ ràng. Các em hãy tưởng tượng ra lời nói và hành động của chàng tiều phu cũng như là cụ già nhé. Và chúng ta có thể hình dung như sau. Cụ già xoa đầu và tặng chàng trai cả ba lưỡi rìu. Cụ khen, con là người trung thực, thật thà, ta tặng con cả ba lưỡi rìu. Cụ già với vẻ mặt hài lòng về hành động của chàng tiều phu. Còn chàng tiều phu thì chắp tay tạ ơn cụ và nói, con cảm ơn cụ ạ, à, với một vẻ mặt vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Như vậy, các em hãy lựa chọn hai hoặc ba bức tranh mà mình yêu thích, sau đó phát triển ý thành hai hoặc ba đoạn văn hoàn chỉnh. Đến đây, các em đã đạt được hai mục tiêu của bài học rồi đấy. Đồng thời, qua câu chuyện này, cô tin rằng các em đã tự rút ra được ý nghĩa của câu chuyện. Đó là phải sống trung thực, thật thà. Vì trung thực, thật thà sẽ được mọi người yêu quý, sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Về nhà, các em hãy hoàn tất hai ba đoạn văn trong truyện Ba Lưỡi Rìu vào vở, kể câu chuyện cho người thân nghe. Đồng thời đừng quên chuẩn bị bài luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện ở tuần 7 nhé. Cô mến chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.